luôn đứng đầu thịnh hành trà về sức khỏe. Thì anh chị biết trà Đông Trùng Hạ Thảo Long Nhãn bên em uy tín và chất lượng như thế nào thì khách hàng mới có thể đặt đi đặt lại nhiều lần liên tục như vậy. Lúc mới ra mắt thì em nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều, nào là mắt, nào là có hỗ trợ phục hồi sinh lục thể hay không, uống có tốt hay không mà mua. Nhưng nhờ sự kiên trì nên đã có vài khách hàng dự thử và từ từ thì có nhiều anh chị tin tưởng và sử dụng hơn. Đỉnh điểm là gần đây các anh chị quay lại mua 4-5 hộp liền rồi giới thiệu cho bạn bè người thân nên mới thịnh hành như hiện tại. Về trà Đông Trùng Long Nhãn nhà em, hỗ trợ phục hồi sinh lực sinh khí, cải thiện sức khỏe cho người mới ốm dậy, ba mẹ hay người lớn tuổi đều dùng tốt lắm nha. Lượng đơn đi liên tục, xuyên suốt không kịp, đơn hàng thì chồng chồng lớp lớp, gói không kịp nè mọi người ơi. Shipper lại còn đóng cả hàng phụ em nữa. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và sử dụng trà Đông Trùng Hạ Thảo Long Nhãn nhà mình nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.